Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh về gấu râu các bạn nha. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để cách mình tô màu cho bức tranh gấu râu này nhé. Và đây là bức tranh của mình hôm nay nha mọi người. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho cái bức tranh của mình ngày hôm nay. Về hình ảnh gấu râu thì mình sẽ sử dụng màu vàng để tô cho cái phần lông mày nhé. Mình sẽ sử dụng màu đỏ để tô cho phần mắt. Và tiếp tục mình sẽ tô cho phần răng với màu sắc đó là màu tím rồi nhé. Phần bụng thì mình sẽ tô màu hồng. Và trước khi tô màu hồng thì mình sẽ vào bút chì mọi người nhé. Đây phần bụng nha các bạn. Tiếp tục và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu cam để tô cho những cái hình, những cái chi tiết còn lại của hình ảnh gấu râu mọi người nhé. Mình sẽ tô phần tai nha và phần mặt. Tiếp tục và tiếp tục mình sẽ tô đến phần mũi, phần mặt và phần đầu của gấu râu mọi người nhé. Mình sẽ tô lần lượt các bạn nhé. Và tiếp tục mình sẽ tô đến phần tay. Mình sẽ tô mình tô đến phần bụng các bạn nhé. Tiếp tục
phần tay nhá. Rồi tiếp tục, mình sẽ tới phần bụng. Và phần chân. Tiếp tục. Và mình đã hoàn thành cho bức tranh hình ảnh gấu râu của mình rồi các bạn nhé. Và đây là bức tranh của mình các bạn nhé. Và như các bạn có thấy ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh gấu râu các bạn này, đã được mình hoàn thiện bởi rất là nhiều các phân loại màu sắc khác nhau. Và các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu được của mình để hoàn thành cho bức tranh này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.